Bác sĩ ơi, nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở nam giới thường được cho là cao hơn nữ giới, nhưng ở tuổi 65 trở đi, nguy cơ này là đồng nhau. Bác sĩ có thể giải thích thêm về điều này được không ạ? Trước tiên cần phải đề cập đó là nữ giới xung quanh cái tuổi mãn kinh ấy, thì những thay đổi nội tiết ảnh hưởng nặng nề nhất có lẽ là sự sụt giảm đột ngột của cái nồng độ estrogen, dẫn đến những cái yếu tố nguy cơ trong giai đoạn này không chỉ riêng với tim mạch và cả các cơ quan khác. Riêng với bệnh lý tim mạch thì sự sụt giảm nồng độ của estrogen nó sẽ kéo theo một loạt những cái thay đổi khác, bao gồm là giảm cái nồng độ của cholesterol tốt và có nguy cơ kéo theo cái vấn đề huyết áp cao và đường huyết cũng tăng. Thì những cái thay đổi nội tiết đi kèm theo như vậy sẽ dẫn đến tăng cái yếu tố nguy cơ sơ vữa mạch máu và góp phần làm cho cái tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và các biến cố đi kèm ở cả hai giới sau tuổi 65 là tương đương nhau.